Cụ bà 79 tuổi mưu sinh bằng gánh bánh tại Yến, nuôi hy vọng mang tro cốt con về quê. Ngoài có thằng con chờ thì ngoài ở có mình, có cái phòng nhỏ nhỏ đủ ngoài ở. Mỗi lần có thằng con ngoại thì hai mẹ con ở cũng được. Nó đi làm, ngoại đi bán, đâu có ai ở nhà. Mà bây giờ nó là ngoại ở mình thôi, sống mình thôi, ngoại đâu còn mong muốn gì nữa con. Nếu mà có con thì ngoại mong muốn mà có tiền để cho con. Bây giờ con thì đâu có mong muốn gì nữa đâu. Cụ bà Đặng Thị Hoa, 79 tuổi, mưu sinh bằng gánh bánh tại Yến, Khoai Phạt ở góc đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, quận Nhất, với hy vọng mang cho cốt người con trai đã khuất về ở cùng. Thời trẻ, cụ Hoa là thợ làm tóc. Năm 37 tuổi, cụ thôi chồng, một mình nuôi hai con khôn lớn. Sau khi người con gái lớn lấy chồng ở Bến Tre, cậu con út cũng nối nghiệp mẹ, làm thuê ở tiệm tóc và quyết định không lấy vợ để chăm sóc mẹ đến già. Gần 2 năm trước, khi đang chạy xe máy trên đường, con trai cụ Hoa tự té ngã, rồi qua đời ở tuổi 49. Người con gái một mực đòi đưa tro cốt của em trai gửi cho một ngôi chùa ở Bến Tre. Còn làm thế là để ép tôi về ở cùng để tiện chăm sóc, bà cụ quê Cần Thơ nói. Nhưng vì không muốn con gái phải bận tâm, cụ Hoa quyết định ở lại Sài Gòn một mình. Hàng ngày cụ đổ bánh tại Yến, lấy thêm bánh Khoai Phạt, gánh hàng bán ở góc vỉa hè đường Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, quận Nhất từ 4 giờ sáng đến 13 giờ chiều. Hơn hết, cụ Hoa cảm thấy ở Sài Gòn, mình như được gần con hơn nên không muốn rời đi chỗ khác. Vì thế bà cụ 79 tuổi quyết định ở lại buôn bán kiếm tiền, mong có thể đưa tro cốt con trai trở lại bên mình. Trước đây có con trai lo, tôi bữa bán bữa nghỉ, giờ chỉ còn một mình nên ngày nào tôi cũng phải bán. Con gái thi thoảng có gửi tôi vài trăm nghìn, nhưng cuộc sống của con cũng còn khó khăn. Còn sức khỏe, tôi muốn tự lo, cụ Hoa tâm sự. Việc buôn bán sớm tối cũng phần nào nguôi nỗi nhớ con. Mỗi ngày cụ ủ khoảng 2,5kg bột nếp và bột gạo từ tối để bột nở. Sáng 4 giờ, cụ thuê xe ôm chở gánh hàng ra điểm bán. Sau khi uống xong ly cà phê đã cùng con trai từ sớm, cụ không ăn sáng, đợi đến trưa đói bụng mới ăn luôn thể cho tiết kiệm. Bà cụ 80 tuổi, một mình giữa Sài Gòn, sống với nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, lúc nào cũng âm ỉ. Cứ có người nhắc đến con, cụ lại rơm rớm nước mắt. Người mẹ luôn nhớ về những ngày sống cùng con trong căn phòng trọ chưa đầy 20 m². Với cụ Hoa, đó là những ngày hạnh phúc. Mỗi lần nhớ con, ngoại nhìn hình rồi rút nhang cho nó. Ăn cái gì, ngoại cũng kêu nó về ăn chung, cụ Hoa nói. Biết mình tuổi đã cao nên nghĩ về tương lai, cụ chia sẻ rằng hiện tại bán được ngày nào là hay ngày đó. Sau này yếu đi, không nổi nữa, cụ sẽ chuyển sang bán cái khác. Cụ Hoa tính sẽ đẩy xe thuốc lá hay lấy 50 tờ vé số, ngồi một chỗ bán cho người đi đường. Còn sống ngày nào thì phải lao động ngày đó, không được ỷ lại vào con cái, cụ Hoa tâm niệm.